Xin chào các nghệ nhân nhé. Chào các anh em. Hôm nay lại ra chợ Vạn Phúc phiên cuối tuần thứ bảy, rất là vui. Trước hôm trước có bán được cái gì không? Có anh em nào gọi hôm trước không? Không có gì. Không có gì à? Buồn nhỉ. Đâu bây giờ cây của ai như nào đấy? Cây mai này là của đưa lên mà đẹp có người xem là được rồi. Đó này mà thì xem vui mà. Đi chơi chứ không nhiều khi lại nghề mua bán quá. Chủ đi chơi. Chủ đi chơi chứ không phải là như các bố đi làm phóng sự với phim vì những mục đích nhiều hơn rồi. Mình tất nhiên có mục đích của mình nhưng mà nó không chủ yếu là đơn thuần là cùng đi chơi thôi. Cái này của ai đây anh? Của anh Thắng. Anh Thắng bán cái này bao nhiêu tiền anh Thắng? 6 triệu. Thế mà thân hôm trước rồi hai mấy triệu không? Hả? Thân hôm trước có cây nhỏ rồi hai mấy triệu. Cây thân này. Yeah. À thay chậu đúng không? Cây thân rồi. Sao nay giá nó rẻ thế? Mình mua được rẻ thì mình lại bán rẻ. Ai, hôm nay 6 triệu thôi. Thắng đại gia nổ số luôn cho dạ. Vui nào. 0979 796 881. Nghệ nhân đến từ Canh Nậu. Sơn Thắng. Có phải không nhỉ? Sơn Thắng Canh Nậu. Gần nhà Tuyền đấy. Con xin này của Thắng rồi. Đồng Hương đấy. Ông ạ. À. Không. Kia của Đồng Âu rồi. Ê. Hùng ơi. Có thứa. Đấy. Hùng này không ra tiếp khách à? Đây đây của ai Thắng? Đây của ai? Đây đang ra đây. Hùng ơi, đang để chiếu trong kia. Đấy. Bé nhưng mà rất là cổ thụ. À cây của mày à? Đây bao tiền? 3 triệu. Đấy đẹp. Bé mà rất cổ thụ. Có chứ, đi vào đây đã. Mặt sau bên này nha. Cái đấy bao nhiêu tiền Điền Huy? Hả? Cái đấy bao nhiêu tiền đấy? Hỏi tí nữa là hỏi luôn. Quay đã xong mới hỏi được. Bây giờ đang quay cái này mà lại hỏi sang không có. Ừ đây. Tí nữa quên. Xoay cái mặt đi ra đây xem. Ừ đây. Đấy, ngửa mặt kia. Không, cái mặt đằng kia kìa. Cái mặt đằng anh ấy. Cái mặt cô. Phía anh ấy. Mặt đằng kia. Mặt kia chân được. Đấy, mặt kia thuận hơn. Hai mặt. Hai đấy. Phải quay hết. Đấy. Cái này thì bao nhiêu? Này á. Đấy. 10 triệu mà. 10 triệu, xuân trước. Cây này nhìn giống xuân trước lắm. Người ra nào cũng cây như thế. 0982 đúng không? 0982. 705. 705. 096. 096. Nếu mang vào anh em có yêu thì... Đấy, có yêu thì thương thì đưa trước về. Xuân tuệ. Đưa trước về nhé. Cây này là cây mới á. Đây cũng của anh Thắng à? Không, cây của người khác. Đấy, của người trang ạ. Đấy, đây. Tưởng là thấy hôm qua không, còn cái này chẳng không, cái này không có. Hôm qua cũng mang sang đó. Đấy, cái này bao tiền? 1 triệu. Trời ơi, ông đấy, làm nào rồi? Ông nói được. Quý bác thì... Đấy, ông cứ trả đi xem ra. Thợ thuyền thì như vậy chứ. Đấy. Đấy ơi. Đấy thợ. Đây cái bộ một bộ biết làm nào bộ liền ông hòm này giống nhau lắm nhưng mà để dưới thấp quá không quay được. Lập à anh? Lập một đợt này chơi mini à? À lực à? Các ông ngồi hết ở trong kia rồi bác không cả. À đây con này của anh. Con này của anh thì bao nhiêu đây? 7 triệu. Quả thế, lớn kệ hai bông nhỉ. 7 triệu. Nuôi to như cái này, cái đỏ. Đấy, đúng rồi, thì to. Cái đỏ. Cái này thì vẫn có thể. Con này, còn cái này con chỉ phải quyết định là cái này. Đúng, cái này. 7 triệu. Hôm qua chắc là cái hai thân, cái lều phèo mới bán ra ngoài. 7 triệu. Lỗ chưa vậy? Cái bán ra ngoài kìa.
Đấy, cây của Điền đấy. Của anh ngoài bán ấy. Bán cả cái ngoài luôn. Anh Thắng. Cái thằng ý là trông cái mặt nó tải. Không phải nó không có được cho quen quen kiểu. Khách ơi, chúng ta nói khách ngoài đây. Nó quen kiểu. Đẹp tất thể. Xem nó là bán cái. Bán có lãi, bán lãi 500. Vùng kiều vẫn còn cái này. À không bỏ ra ngoài. Thì vừa nãy bảo 350 nghe loáng thoáng đi. 36. Thế là được mấy trăm thôi, 500 thôi. Ngoài nó ngoài hai đại gia. Ông ôn thì ông bán giỏi lắm. Qua tao hỏi nó, nó để trên xe tao hỏi nó, nó ô nó 7 triệu ông ạ. Còn đằng sau mày thế nó bán mẹ cho mày rồi thì nó bảo đấy. Để ra xem nào. Con đẹp mà. Con này nó làm kỹ đấy. Con này là cái ra này. À đúng rồi, cái dáng ra này. Được. Dáng ra này. Nó nuôi con này bảo nó nuôi được dễ. Cứ thấp nó lùn là ăn ảnh lắm. Nhìn nó con này nó dễ đẹp. Nhìn cái ai ảnh nó bự. Đấy. Chân móng từ đây. Nhánh to mà. Nhánh to nhưng mà phải thả sọc. Con này lại mà sao đẹp lại tống thùng xốp. Ừ, cho ăn. Đấy. Cho khỏe. Ngồi lên phân. Đúng rồi. Ngồi lên phân. Cho ăn đẹp chất lượng. Về phải sửa lại những sẹo này. Để sửa cái đục thê. Sẹo này ông ấy đục hơi kém. Nói chung con này mà muốn làm đẹp thì phải nuôi sập hết sáu, nuôi sập hết xong cho các xa to hết các cổ nó kéo được sẹo. Sẹo là một và bệnh. Không chân thì đẹp rồi. Chân này đẹp. Quấy rồi ông ạ. Chân này. Đi chưa? Chân là đẹp. Sụt trước rồi. Đấy, chưa mặt này. Mặt này anh bảo là hả? Sao trái? Nó chưa cổ ngọn nó sâu bên này. Thì nó nhìn thấy cái cổ ngọn. Bên này được cứ ô ba thì đẹp, hơi sẹo hơi to nha các bác ạ. Con này còn phải nuôi không to ở đây nó tay trái thôi này. Do mình vừa nói thực tế đấy, cái phụ nghiên cứu đi, sẹo hơi to, cái phụ nghiên cứu đi để lưới phần này để làm cho trước vui này. Cái đây, đồ đống này của ai đây anh? Trước của anh. Yeah. Con này nhìn gớm phết thế. Đấy. Đùa. Mà tầng phá đấy. Con này thì bao nhiêu đấy? Không rõ. 12 triệu chứ. Bao nhiêu? 12 à? Không không rõ hình dáng này nhưng mà đẹp đấy. Số điện thoại thì đã có rồi. Số điện thoại đọc lại đi. Anh ạ. 0982. À vừa nãy đọc ngồi nhỉ? 0982. 705. 705. 096. 096. Vừa đọc rồi. Bác là có nhu cầu thì. Đấy, cây này về lọc ra nó mới nhìn thấy. Ôi giời, nặng quá. Đấy. Bốc đi. À chăn nuôi đấy. Này lọc ra gấu đấy. Nhưng quay hơi khó vì nó nhiều chiều quá. Chiều mà. Đấy. Đấy, nhìn thấy phần thân chưa? Vâng, đấy. Ok đấy. Thế còn con này bao nhiêu? À, cái đấy ạ. Cái đấy là 7 triệu chú. 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. Kia, đang gọi đại gia trước mà. Đập bán hàng. Trước nhưng mà vào sau. Trước phải vào sau. À, còn đang đắt tới thì vào được. Làm tí sớm rồi. Đấy, sung sướng đây. Cặp đôi sung này. Nhiều quá. Đấy, quả như lá luôn. Bao nhiêu tiền một cây ạ? 2 triệu mà. 2 triệu một cây. Đây. Cây này về bãi đẹp này. Rất là đẹp, sạch sẽ này. À. À. Ok đấy. Để ra đây một lượt xem nào. Con này có một số tổng này là 30 triệu. Ghê chưa? Hàng khủng long bạc cua chứ. Đã đông là vứt. Si này. Con bố còn đang ngồi uống nước trong kia các bác. Bác xem cây của tôi thì nó có cái khác là nhiều khi nó có cái thông tin của cây và chủ cây, nhiều khi nó cũng là chỉ là cái cuộc đi chơi thôi các bác nhé.
tất cả nhé. Nhiều bác mà chửi ấy là những cái bác là chắc là những cái ông đấy là chẳng bao giờ mua được cái gì đâu, kể cả trong cuộc sống cũng thế thôi, chả làm cái gì đâu. Đây, cái này vừa bảo 30 triệu đóng này. Nhìn bẩn bẩn này thì đang nuôi sổng nhưng mà cắt sau làm nó sạch sẽ thì đẹp. Nhưng mà tất nhiên bây giờ chưa làm sạch được thì con đang nuôi. Hai nước sống canh nhau đá đây. Có. Cà nào? Hai cà phê đây. Hai nước sống canh nhau đá đây. Cà phê nào? Đấy, các bác xem. Mình tôi không chơi được vì nó to quá. Nhìn nó rất tốn diện tích. Đấy. Cây này cũng kêu rồi. Kêu. Cây này là si chắc không thế. Si. Nó đầy đặn chỗ này nhỉ. Đầy đặn tí thì tốt thôi. Thân về phần đoạn này thì mình thấy ok rồi. Bắt đầu lên đây thấy nó hơi khó rồi. Tôi cũng nặng. Đặt sau cũng vậy. Đặt sau. Hơi gần nữa. Đấy, không rõ. Đấy. Nghệ vời này có cây gì đấy? Đấy. À, si à? Si với cây gì? Si với con xanh này này. Con xanh này có một con để cho còi rồi. Cây nhỏ nhỏ đúng không? Cây chậu ấy, chậu xanh. Đấy, cây này bao nhiêu anh? Con này 12 triệu. 12, còn con này? Con này là 10 triệu. Rẻ hơn con này? Ừ. Nghe vời, cây của nghe vời. Đó, nhìn chưa? Ghê chưa? Này, cái vai này bỏ. Gì đấy? Đó là cái vai này con này nha. Đấy. Mặt sau là à đấy, mấy cái mặt sau hay không? Tạm, mặt sau tạm. Mới nộp chỗ này. Chúng là đẹp không? Chung là phải nuôi thêm là vài năm nữa thì mình anh em thừa thiệt về nuôi là có công. Ừ. Nuôi là vừa được chơi mà vừa có công. Ra xuống nhỉ? Chốt. Lấy một mớ của anh vời đấy. À thế là của này á. Qua để kia. Cho cứ 10 cây mà 5-6 cây. Cái cây răng làng còi lấy đúng không anh? Không phải cây làng nhỏ nhỏ đâu. Không. Nó còn phôi chứ. Nó xong nó sáng mới để nó còn phôi chứ. Phôi ấy nhưng mà nó cũng kiểu như giống qua vai đúng không? Không, cột. À đây. Cần dùng con này cái này. À. Hai con thử xốp bây giờ mà nó đấy bác. Con này làm gì con nào thằng nàng. Khác nhầm con hai con. À hôm trước Tùng Duy nó bán cho ông nào một cây nhỏ nhỏ này. Cường á. Thì xanh cũng vôi thôi nhưng mà kiểu như qua vai làng nhé, nhỏ nhỏ không để khủng long bạo chúa đấy nhập này. Chết mệt. Đây okay là quả dũng có vừa biết rồi, nhìn xe là biết rồi. Ba sọi đây, mỗi vai một sọi. Ok anh em. Vâng, cái này hơn 3 xịch mà. Ừ, 3 xịch mà. Cái của anh Nực kia là 6 xịch. À, 6 xịch à? Là 6 xịch. Đây, để giải quyết cái này, quay luôn. Đấy.